Thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu đã tận dụng các ngôi nhà cổ trên địa bàn thành phố Bạc Liêu làm bảo tàng tỉnh. Đến nay, do nhu cầu tham quan tìm hiểu cũng như lưu trữ dữ liệu về mảnh đất Bạc Liêu, tỉnh đã quyết định di dời bảo tàng tỉnh qua khối nhà B và C trong cụm nhà hát Cao Giang Lầu, cụm nhà Bà Nón Lá, với tên gọi mới là Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Bạc Liêu. Năm 1997, Bảo tàng tỉnh Bạc Liêu có trụ sở tại số 15 đường Điện Biên Phủ, phường 3, thị xã Bạc Liêu, nhà huyện Sổng. Năm 2002, trụ sở bảo tàng được chuyển về số 25 đường Hai Bà Trưng, phường 3, thành phố Bạc Liêu. Nhà ông Trần Khắc Nhượng, nhà cổ số 25 hoạt động cho đến nay. Do sử dụng nhà cổ là tư gia nên các hoạt động trưng bày rất hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu trưng bày của một bảo tàng theo đúng nghĩa, chủ yếu tổ chức trưng bày theo chuyên đề và triển lãm lưu động phục vụ nhân dân vào các dịp lễ lớn, các sự kiện trọng đại của tỉnh để đáp ứng nhu cầu tham quan tìm hiểu của du khách cũng như giáo dục truyền thống cách mạng của tỉnh đến các thế hệ người dân trên quê hương bạc liêu năm 2017 tỉnh quỹ ban dân tỉnh thống nhất chủ trương bố trí hai khối nhà B và C trong cụm nhà hát ca dân lầu cụm nhà ba nón lá để chuyển đổi công năng thực hiện dự án trưng bày triển lãm cho bảo tàng tỉnh qua nhiều lần chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của nhiều cơ quan quản lý các chuyên gia về bảo tàng đến nay dự án trưng bày nội thất bảo tàng tổng hợp tỉnh đã được triển khai thực hiện dự án trưng bày nội thất bảo tàng tổng hợp tỉnh có dự án quy mô khá lớn với hơn 10 gói thầu Quá trình triển khai thực hiện dự án sẽ thi công rất nhiều hạng mục với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 75 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư, trong đó phải chuyển công năng một số hạng mục và cải tạo lại bên trong hai khối nhà B và C để thiết kế trưng bày theo 10 chủ đề. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024 và đây là hoạt động thiết thực nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030.